53% các bệnh mà lợn thường gặp, bệnh tiêu chảy trên heo xảy ra ở giai đoạn sơ sinh và sau cai sữa. Khi còn bú, lợn con được bảo vệ đầy đủ từ sữa mẹ. Vì thế, bệnh tiêu chảy xảy ra khi lợn con chuyển từ bú mẹ sang thức ăn ngoài. Ở giai đoạn này, sản xuất kháng thể lợn con chỉ mới bắt đầu. Vi khuẩn E. coli gây bệnh thường xuất hiện ở ruột và gây tiêu chảy. Lợn con bị bệnh sinh trưởng chậm và có thể gây tử vong. Vậy để giảm bớt nỗi lo cho bà con chăn nuôi về bệnh, bà con cần chủ động tiến hành phòng bệnh theo các bước sau. Bước 1. Vệ sinh sát trùng chuồng trại. Bước 2. Nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Bước 3. Tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi. Việc vệ sinh sát trùng chuồng trại là việc bà con chăn nuôi thực hiện thường xuyên, giúp bà con chủ động phòng bệnh cho đàn lợn. Bà con sử dụng haniodin 10% pha loãng với nước, phun đều khắp chuồng trại nhằm tiêu diệt vi khuẩn, nấm và tác nhân gây bệnh cho lợn. Bước 2. Để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, việc tập cho lợn con ăn sớm, giúp lợn con sớm thích nghi với các loại thức ăn nhằm tăng sức đề kháng của lợn với những thay đổi của môi trường chăn nuôi, hạn chế khả năng mắc bệnh. Để thiết lập và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, lợn con sau khi sinh tiến hành nhỏ Hampiclex Grow với liều 1ml trên con trên ngày, nhỏ liên tiếp 3 ngày. Để tập cho lợn con ăn sớm bằng cách lợn con 5 đến 7 ngày tuổi tiến hành trộn Hampiclex Grow với liều 1g trên con trên ngày vào thức ăn, rải đều vào máng để lợn con tiếp xúc và làm quen. Bước 3. Tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi. Việc tiêm vaccine phòng bệnh là rất cần thiết trong chăn nuôi lợn, nhất là chăn nuôi tập trung, công nghiệp. Tiêm phòng đầy đủ và đúng thời điểm làm giảm thiệt hại và tăng hiệu quả chăn nuôi cho bà con. Tiêm vaccine Hanvet Tobacoli cho lợn mẹ vào thời điểm trước khi sinh 3 đến 5 tuần với liều 2ml trên con. Trong tự nhiên, sữa mẹ có rất ít kháng thể chống E. coli. Khi được tiêm vaccine Hanvet Tobacoli, hàm lượng kháng thể trong sữa mẹ tăng cao. Do vậy, lợn con sẽ hấp thu được nhiều kháng thể chống E. coli ngay từ những ngày đầu mới sinh, nâng cao hiệu quả phòng bệnh. Nhằm cung cấp một lượng kháng thể đặc hiệu, hàm lượng cao và kháng độc tố của nhiều chủng vi khuẩn E. coli gây bệnh, cho lợn con uống ngay kháng thể Hanvet KT2 trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, uống nhắc lại cho lợn con ở 3 ngày và 10 ngày tuổi. Với lợn con, mỗi ngày lớn lên là tăng thêm cơ hội phơi nhiễm với vi khuẩn E. coli ở môi trường xung quanh. Lợn chưa tự sản sinh kháng thể đầy đủ. Mặt khác, kháng thể tiếp nhận từ sữa mẹ bắt đầu giảm. Chính vì vậy, khi lợn con được 2 tuần tuổi, bà con cần tiêm vaccine Hanvet Tobacoli để kích thích lợn con tự sinh ra kháng thể phòng tránh bệnh do vi khuẩn E. coli. Đặc biệt, bệnh tiêu chảy và sưng phù đầu ở lợn trước và sau cai sữa. Khi lợn con mắc bệnh, cần tiến hành xử lý và điều trị như thế nào? Cùng đón chờ video số sau của chúng tôi nhé!